thôi. Theo mình biết thì Master này cũng khá là mới. Tuy nhiên thì ảnh vẫn rất là đẹp. Đầu tiên là Zipperback. Mình đây là lần đầu tiên mà mình mua một Pixel, nên là khi mình thấy cái Zipperback mình thực sự hơi bất ngờ. Cái Zipperback này rất là to. Mình nghĩ là to hơn cả khổ A4 luôn ấy. Theo là card 3D và photocard. Mình cực kỳ thích cái card 3D này, tại vì đây là một trong những outfit mình thích nhất của Thế Hùng khi mà Thế Hùng sang Mỹ. Nhìn siêu ngầu luôn. Về photocard thì photocard được ép lụa, các bạn có thể thấy đúng không? Và mình cảm giác nó như kiểu photocard kiểu cắt cứng ấy, tuy nhiên nó lại rất mềm so với cắt cứng, nó kỳ lắm. Mình nghe nói đây là khác như nào nữa. Kiểu nóng bỏng như tấm bìa đấy. Nó không hẳn là khác cứng như các khác của Master khác làm. Tiếp theo là mẫu em quạt. Đây cũng là quạt 3D. Và em này kiểu nhìn nó siêu boyfriend material luôn. Các bạn có thể thấy kiểu chị ấy chắc ảnh siêu màu luôn. Em thì rất là to. Như các bạn thấy trên hình thì đây là một em hologram slogan. Ảnh nhìn kiểu siêu fancy luôn. Và sau là chữ Kim Tae Hyung bằng tiếng Hàn được vào hologram lên. Ở hai đầu thì ghi J-Holic, đầu còn lại thì ghi V of BTS. Nhìn chung thì set này khá là ít món. Tuy nhiên thì theo mình thấy giá cả của em ấy vẫn kiểu vẫn cực kỳ phù hợp luôn. Tại vì set này thứ nhất là pixel gần, thứ hai là kiểu tất cả các thứ đều siêu xinh. Nói chung thì video của mình đây là hết rồi. Mong các bạn sẽ like, share và subscribe để mình có thể ra nhiều video mới trong tương lai hơn nha. Bye.